có một kẻ giết người hàng loạt chuyên giết những người giống với mình, sau đó giả mạo dấu răng, kiểu tóc, thậm chí cả dấu vân tay của nạn nhân, giả vờ là nạn nhân và sống một thời gian, sau đó sẽ di chuyển ngẫu nhiên đến nơi tiếp theo để gây án. Chính tính ngẫu nhiên này khiến việc phá án trở nên rất khó khăn. Bộ phim có tên Sát nhân di động, câu chuyện này bắt đầu từ 19 năm trước, một cậu bé với ngoại hình yếu ớt đang trên đường bỏ trốn khỏi nhà gặp một thanh niên A giống hoàn cảnh bỏ trốn gia đình. Ban đầu tôi nghĩ sẽ có một câu chuyện đầy tình cảm, nhưng câu chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người không ngờ. Trên con đường vắng vẻ, chàng trai yếu đuối bất ngờ thành kẻ giết người, một chân đạp ngã A trên đường, bị một chiếc xe đi qua đâm trực diện làm thương nặng, tài xế băng qua đường cũng bị lật xe tử vong. Khi chàng thanh niên nhìn thấy thi thể, khuôn mặt lóe lên một sự hài lòng không thể kiểm soát được. Rõ ràng nhìn ngoại hình anh ta trông yếu đuối nhưng thực chất lại là một kẻ biến thái lấy giết người làm niềm vui. Ngay sau đó, anh ta lại đập nát mặt A, đóng giả thành ảo ảnh về cái chết của chính mình, với hành lý của A trên lưng, dùng thân phận của A để tiếp tục sống. 19 năm trôi qua, tại thành phố cảng Montreal miền Nam Canada, có một bà lão hốt hoảng đến đồn cảnh sát trình báo. Bà ấy đã nhìn thấy con trai của mình người bị tai nạn xe hơi cách đây 19 năm ở bến tàu. Con trai bà ấy Maren là một người cực kỳ nguy hiểm. Dựa trên sự hiểu biết của người mẹ về con trai, bà ấy nghi ngờ con trai đã giết người. Tuy nhiên, đồn cảnh sát không coi trọng báo cáo của bà ấy, suy cho cùng người già cũng có lúc lóa mắt là chuyện bình thường. Nhưng không khó để đoán ra cậu bé yếu ớt ở đầu bộ phim là con trai Maren của bà, vì vậy có câu hỏi lớn nhất trong bộ phim này, Maren hiện đang ở đâu? Phân cảnh chuyển đến một công trình xây dựng ở ngoại ô, máy xúc đào được một thi thể nam giới với khuôn mặt đã bị phá hủy, không có đặc trưng phần mặt, không có thông tin danh tính, cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra, chỉ có thể mời đặc vụ FBI cấp cao Jelena hỗ trợ điều tra. Jelena là một người cuồng công việc với chứng ám ảnh cưỡng chế, có cái nhìn sâu sắc, đặc biệt giỏi phân tích tâm lý hung thủ, đôi mắt sâu dường như có thể nhìn thấu mọi người. Việc đầu tiên khi cô ấy xuống máy bay là đến thẳng hiện trường vụ án, đặt mình là nạn nhân, nằm trên đất để cảm nhận thủ đoạn gây án của hung thủ. Thứ nhất, hố mộ được đào rất gọn gàng, chỉ dài hơn 2 inch so với nạn nhân, rõ ràng đã sớm mưu tính trước. Thứ hai, phá hủy gương mặt và chặt tay để cảnh sát không nhận dạng được danh tính. Thứ ba, chôn gần công trường để cảnh sát sớm tìm thấy thi thể. Các vụ án giết người thông thường đều được che giấu nhưng vụ án lần này lại ngược lại, không hề biết mục đích cuối cùng của hung thủ là gì. Cảnh sát địa phương Lão Bì và Tiểu Bì nghe xong phân tích của nữ chính cũng thầm bái phục, chứng cưỡng chế của nữ chính cũng là vì toàn tâm toàn trí với công việc, chỉ cần tiếp xúc với công việc, khi ăn cũng nghĩ, khi đi đường cũng suy nghĩ, thậm chí dán bức ảnh vụ án lên trần nhà, nghĩ về nó trước khi ngủ, chỉ lo lỡ mất một chi tiết nào đó. Đêm đó, Lão Bì vội vã báo cho nữ chính lại xảy ra vụ án thứ hai với phương án giết người tương tự, nạn nhân bị dây điện siết cổ, cũng bị phá hủy khuôn mặt. May mắn là có một nhân chứng qua đường đã nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ, còn phát hiện hung thủ thuận tay trái. Nhân chứng này tên là James, còn là một họa sĩ, rõ ràng đây là lần đầu tiên trong đời anh ta tận mắt nhìn thấy vụ giết người. Tinh thần vô cùng lo lắng, khi miêu tả hiện trường vụ án vẫn bị sốc, lời nói không mạch lạc. Tuy nhiên, chỉ cần có mặt tại hiện trường chính là nghi phạm, hơn nữa có rất nhiều vụ án hình sự hung thủ chính là người báo án. Thông thường những hung thủ loại này vô cùng bình tĩnh, chống đối điều tra rất lớn. Jelena quan sát tỉ mỉ người họa sĩ, vẻ căng thẳng của người này không giống như đang giả vờ. Thứ nhất, hung thủ dùng tay trái giết người, nhưng anh ta dùng tay phải châm thuốc. Thứ hai, anh ta đứng dậy lo lắng khi nhìn thấy hung khí giết người, và kẻ giết người biến thái khi nhìn thấy hung thủ của mình căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Vì vậy dựa vào kinh nghiệm suy đoán có thể loại trừ tình nghi của anh ta. Bức chân dung của họa sĩ kia chính là manh mối đáng tin cậy duy nhất. Bức chân dung cho thấy hung thủ có bộ râu rậm, địa điểm gây án lần thứ hai vẫn không được che giấu, hung thủ dường như không quan tâm đến việc bị phát hiện. Điều này khiến Jelena vô cùng nghi hoặc, lẽ nào hung thủ đang khiêu khích sự chú ý của cảnh sát? Rất nhanh, họ đã tìm ra manh mối dựa vào bức vẽ. Một người đàn ông thuê nhà, người đàn ông đó thuê nhà 3 tháng nhưng chỉ gặp một lần, trên bàn có rất nhiều kính mắt, hai mô hình tự chế và một đĩa thức ăn bị mốc, xem ra không có người sống ở đây trong thời gian dài. Jelena còn tinh ý phát hiện ra trần nhà trên đầu giường có dấu vết bị di chuyển, bên trên có dấu một túi dầu, bên trong có một ngón tay đeo nhẫn bị đứt lìa, chữ trên chiếc nhẫn là Clark, ngoài ra trên trần nhà còn dấu một thi thể, phương thức gây án giống nhau, rất khó để nhận diện. Đến nay đã xuất hiện nạn nhân thứ 3 bị phá hủy khuôn mặt. Căn cứ điều tra tên họ, thẻ tín dụng của nạn nhân gần đây vẫn được sử dụng, ngoài ra không còn bất kỳ manh mối có giá trị nào khác. Vì vậy Jelena chỉ có thể quay lại tiếp tục hỏi tên họa sĩ kia, hy vọng có thể hỏi thêm điều gì khác. Đồng thời cô cũng nói với tên họa sĩ giám định DNA của anh ta không liên quan đến vụ án, cảnh sát đã loại bỏ tình nghi đối với anh ta. James nghe được thông tin dường như có thiện cảm hơn với nữ chính và còn khách khí mời nữ chính tham gia buổi triển lãm thứ 6 của anh ta. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng điều tra phát hiện ra điện thoại của người thuê phòng, hung thủ đã gọi hơn 20 cuộc cho bà cô ở đầu phim. Lại dựa vào trình báo của bà lão trước đó, họ cũng mơ hồ đoán ra hung thủ chính là con trai đã chết cách đây 19 năm của bà lão. Quả nhiên, bà lão lại ghi chép lần nữa khi nói người mà bà nhìn thấy ở bến tàu hôm đó có bộ râu rậm, đặc biệt bà tuyệt đối nhìn không lầm, hơn nữa 19 năm trước, bà không hề nhìn thấy thi thể của con trai, chỉ nhìn thấy một vài đồ vật còn sót lại, nói cách khác, thi thể lúc đó rất có khả năng không phải con trai bà. Bà lão còn nói bà có hai người con trai, họ là anh em sinh đôi, người con trai nhỏ rất dễ nhận ra, thích đeo kính. Năm các con trai 14 tuổi, có một hôm hai anh em đi chèo thuyền, người con trai cả bà yêu quý nhất không may đuối nước mà chết.
Từ đó người con trai nhỏ Ma Ưn tâm tính thay đổi rất lớn, có xu hướng bạo lực nghiêm trọng và vô cùng căm hận bà lão. Năm 6 tuổi, Ma Ưn đã lấy trộm toàn bộ trang sức của bà bỏ trốn khỏi nhà. Không lâu sau bà nhận được tin Ma Ưn gặp tai nạn xe hơi. Thực chất bà lão nói những lời này hàm ý chính là nghi ngờ cậu con trai nhỏ đã giết anh trai, vì vậy căn bản bà không thích người con trai Ma Ưn này. Jelena sau khi ghi chép lại vô tình nhìn thấy một cánh cửa bí mật dưới kệ sách, cô suy đoán có thể phía sau có một căn phòng bí mật. Sau khi quay về, cô ấy lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bộ thi thể này không phải là Ma Ưn, có lẽ chính là thanh niên A đã bị giết 19 năm trước. Vì Ma Ưn vẫn còn sống và rất căm hận mẹ của mình, cho nên cảnh sát cảm thấy rằng an toàn hơn nên để bà lão tạm thời ở trong khách sạn. Jelena cũng nhân cơ hội này để điều tra căn phòng bí mật ở nhà bà lão, nói là bí mật nhưng đúng hơn là một phòng giam. Nữ chính cũng suy đoán có lẽ do năm đó bà lão nghi ngờ Ma Ưn đã giết anh trai, mới giam anh ta ở trong căn phòng này. Trong căn phòng bí mật còn có một loạt các stickman tự chế, giống với các mô hình trong căn phòng cho thuê. Jelena nằm lên chiếc giường rách nát, cuối cùng cũng hiểu ra kẻ giết người hàng loạt gây ra như thế nào. Đột nhiên dưới giường có người ghì lấy cổ của cô, không đợi cô phản ứng lại, người đó liền đạp ngã cô ngất xỉu và biến mất không một dấu vết, người này liệu có phải Ma Ưn hay ai khác. Thật tiếc khi Jelena thậm chí đến gương mặt của anh ta cũng không nhìn thấy. Cô ấy vừa tắm vừa suy nghĩ, trong 19 năm qua Ma Ưn đã làm gì. Đột nhiên có một linh cảm lóe lên, cô ấy nhận ra tuổi tác của nạn nhân đều có xu hướng tăng lên. So sánh 19 năm này, tất cả các vụ án phá hủy khuôn mặt tương tự ở Canada, cô ấy phát hiện số người chết lên đến 19 người. Mỗi năm một người cùng với sự tăng lên của tuổi tác, các vụ án này có lẽ đều do một người ra tay. Cho đến nay cuối cùng cô ấy cũng tìm ra động cơ của kẻ sát nhân Ma Ưn. Đây là một người cực kỳ chán ghét bản thân, giết người là để có được danh phận của nạn nhân, mạo danh họ để tiếp tục sống, sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân và thay họ trả thuế, chỉ có thể giả danh người khác mới quên đi bản thân, giống như một con cua ẩn cư, không ngừng tìm kiếm những chiếc vỏ để sống. Nói cách khác, Ma Ưn hiện tại có thể gần như là bất kỳ người nào, người đàn ông có bộ râu rậm cũng có thể chỉ là một thân phận tạm thời của anh ta. Rất nhanh, cảnh sát phát hiện thêm một manh mối khác, phòng thu của nhân chứng James bị kẻ trộm đột nhập, các tác phẩm nghệ thuật không bị lấy mất mà chỉ có lịch làm việc của triển lãm nghệ thuật bị mất. Hơn nữa có một cái tên rất quen thuộc trên lịch trình, Clark, chính là tên của chiếc nhẫn trên ngón tay bị đứt gãy ở căn nhà cho thuê trước đó. Tên họa sĩ nói Clark là một khách hàng quan trọng của anh ta, đã sắp xếp cuộc họp vào ngày mai để thảo luận về việc mua bán tác phẩm nghệ thuật. Clark chết rồi vậy làm sao lại có thể gặp mặt anh ta? Cảnh sát đoán nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tên Clark này nhất định là kẻ giết người hàng loạt Ma Ưn. Hắn có hai mục đích tiếp cận tên họa sĩ, hoặc là giết nhân chứng diệt khẩu, hoặc là muốn lấy thân phận của anh ta. Tóm lại, James hiện tại là mục tiêu của tên sát thủ, nhưng Jelena nói rằng cảnh sát sẽ bảo vệ anh ta, để anh ta giả vờ như không biết và tiếp tục liên lạc với kẻ giết người. Đây là thời điểm tốt nhất để bắt tên sát thủ. James tất nhiên có chút không vui bởi vì mồi nhử sẽ thường đều bị ăn mất, nhưng chùn chân trước một người đẹp thật không có khí phách nam nhi, vì vậy anh ta miễn cưỡng đồng ý. Nữ chính nhìn thấy sự phối hợp của anh ta nhất thời rung động, hai người cùng nhau nói chuyện công việc, không ngờ nữ chính đã nói ra bí mật của mình với một người đàn ông xa lạ. Năm cô ấy 12 tuổi, cô đã vô tình giết một tên trộm trong nhà, cảm giác tiêu cực này đã luôn ở xung quanh cô ấy, cuối cùng cô mới chọn gia nhập FBI. Là một thám tử tài giỏi nhất, cố gắng cứu nhiều người hơn để chuộc lại quá khứ của bản thân, đây là nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của nữ chính. Công việc bận rộn chỉ là một cái vỏ bọc, cô sợ sẽ nhớ lại những chuyện đã qua. Từ góc độ này, nữ chính rất giống với tên sát nhân Ma Ưn, chỉ là một người đi đúng hướng, một người đi sai hướng, chẳng trách chỉ có cô ấy mới hiểu được động cơ của kẻ giết người. Cảnh phim sau đó chuyển đến điểm hẹn do James và Clark hẹn trước, anh ta đợi rất lâu mà không có người đến. Đột nhiên có một tờ giấy xuất hiện trước mặt bảo anh đến nhà vệ sinh gặp mặt, nhưng khi đến phòng vệ sinh lại không có ai. Rõ ràng tên sát thủ dường như đã biết cảnh sát đang bảo vệ anh ta. Nhiệm vụ thất bại, mọi người đều vô cùng thất vọng. James cảm thấy nhẹ nhõm, anh ta chủ động ôm nữ chính, rõ ràng người đàn ông này muốn yêu đương với nữ chính. Jelena rất lưỡng lự khi thấy anh ta như vậy, tình yêu đến quá đột ngột khiến cô có chút chưa sẵn sàng. Rất nhanh đã đến ngày triển lãm, Jelena và các đồng nghiệp bảo vệ James như bình thường, chỉ là hôm nay cô có ý trang điểm ăn mặc đẹp một chút khiến James ngạc nhiên mắt nhìn không rời. Vào lúc này, một người đàn ông trong triển lãm đang cố tiếp cận James. Trong nháy mắt, nữ chính cảm thấy người đàn ông này có vấn đề, tuy không có bộ râu rậm nhưng hung thủ rất giỏi ngụy trang, họ lập tức bắt giữ. Thấy xung quanh có cảnh sát, người đó lập tức nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Cảnh sát theo sau, dốc sức đuổi theo, nhưng có rất đông người tham gia lễ hội trên đường phố, nghi phạm hòa vào đám đông và biến mất trong chớp mắt, lại là một cuộc vô ích. Nhưng Jelena chắc chắn người đó nhất định là kẻ giết người Ma Ưn, không thể sai. Xem ra kẻ giết người đang cố giết nhân chứng diệt khẩu, vì vậy James phải tạm thời rời thành phố này. Buổi sáng thứ ba, James thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, được lão Bì hộ tống trong suốt quãng đường. Nhưng khi lão Bì đi đến giữa cầu thang, nghi phạm hôm qua lại xuất hiện trước mặt James. Hai người một lời cũng không nói, lao vào đánh nhau, nhưng James là một họa sĩ yếu đuối, căn bản không phải là đối thủ của nghi phạm, vì vậy kết quả rất rõ ràng. Lão Bì ở dưới lầu nghe thấy có người đang kêu cứu lập tức rút súng chạy lên yểm trợ, chỉ nhìn thấy James đã bị kẻ giết người kẹp cổ. Cùng lúc đó, Jelena cũng vội vàng đến đây, nghe thấy tiếng súng từ trên lầu nhanh chóng chạy lên chi viện nhưng đã quá muộn. Lão Bì đã bị hung thủ bắn chết, đến James còn bị hung thủ bắt làm con tin và bỏ trốn đến một nơi xa. Nữ chính lập tức gọi hỗ trợ, lao xuống lầu rồi nhảy lên xe đuổi theo. Chỉ thấy kẻ giết người đang giữ James bằng một khẩu súng, tình hình rất nguy cấp.
Vào thời điểm quan trọng, Diêm Khôn Ngoan chủ động lái xe đâm vào lan can, nghi phạm lập tức bị văng ra khỏi kính theo quán tính và bị thương nặng. Diêm nhanh chóng nhảy xuống xe, lấy ra một khẩu súng bắn vào hung thủ, sau đó chiếc xe phát nổ, đến cuối cùng mới thoát khỏi nguy hiểm. Tên họa sĩ yếu đuối đã chiến đấu với kẻ giết người hàng loạt, sự dũng cảm này khiến cảnh sát vô cùng khen ngợi. Sau khi điều tra thông tin DNA của nghi phạm đã chết, nó trùng khớp với DNA để lại tại hiện trường của những vụ án trước đó. Vì vậy, về cơ bản có thể chắc chắn rằng kẻ đã chết chính là Maun, kẻ giết người hàng loạt. Cái kết này có thể nói là một vui mừng lớn. Diêm cũng rất cảm động trước hành động cứu mạng của nữ chính, hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thâm tình. Vì vậy, tối hôm đó, Diêm đã chủ động đến nhà cô tỏ tình. Hai người buông bỏ chính mình, quyết định mối quan hệ nam nữ. Tất nhiên đây không phải là vấn đề trọng điểm. Sáng sớm hôm sau, cả hai đến bệnh viện để kiểm tra vết thương của nam chính, đúng lúc mẹ của kẻ giết người đến nhận xác. Vì vậy, một sự việc khó hiểu đã xảy ra. Bà lão nói kẻ giết người không phải là con trai Maun của bà, hơn nữa tuyệt đối không nhận nhầm, lẽ nào hung thủ là một người khác. Bà lão vô cùng thất vọng, quay người bước vào thang máy. Bỗng sau lưng đột nhiên có người gọi mẹ, chính là tên họa sĩ James. Câu chuyện kết thúc ở đây, và danh tính của kẻ giết người hàng loạt Maun thực sự được tiết lộ chính là James, tên họa sĩ đã gọi cho cảnh sát ngay từ đầu phim. Hóa ra anh ta đã luôn đánh lừa cảnh sát. Tên biến thái nham hiểm ác độc này sau khi nhìn thấy mẹ, nói ra tất cả đều bắt nguồn từ kết quả của việc anh ta bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Vừa dứt lời, hắn liền giết chết mẹ ruột của mình. Jelena đuổi theo bà lão xuống lầu, kết quả khi vừa mở thang máy, cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng không vững. Đêm hôm qua vẫn còn là James nhẹ nhàng ấm áp, không ngờ bây giờ lại đang giết người với bàn tay nhuốm máu. Không khí dường như đóng băng ngay lập tức, cô lập tức hiểu ra James chính là Maun. Hắn giết liên tiếp 3 người mà không giấu xác, cố tình thu hút sự chú ý của cảnh sát. Mục đích chính là dùng danh tính của James để đối phó với cảnh sát, từ đó hoàn toàn thoát tội. Nhưng kế hoạch hoàn hảo này đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của bà lão. Bà lão chỉ định cái xác không phải là con trai bà, tin rằng sẽ không lâu nữa danh tính của anh ta sẽ bị tiết lộ. Vì vậy anh ta chỉ có thể giết mẹ của mình và tiếp tục sống như một con cua ẩn cư. Sự thật cũng đúng như Jelena suy đoán, cảnh sát nhanh chóng huy động theo dõi và tìm ra danh tính của nghi phạm Clark. Hóa ra người đàn ông này là một tên trộm nghệ thuật, James nợ tiền đen của anh ta mà không trả. Trên thực tế anh ta đã mắc vào bẫy của kẻ giết người, thật tiếc khi cảnh sát nghĩ rằng anh ta là kẻ giết người Maun. Sáng nay hắn đi đòi tiền, kết quả bị Maun thật giết chết. Lúc lão Bì đi lên lầu, Maun đã hóa trang giả mạo như hai người đang đánh nhau, tận dụng cơ hội để giết chết lão Bì. Sau đó tẩu thoát vào ô tô cùng thi thể, buộc khẩu súng lục vào dây an toàn, ngụy trang như một ảo ảnh về việc bị uy hiếp, cuối cùng là cố ý đâm xe. Tất cả chỉ là đánh lừa cảnh sát. Lúc này, Maun đã chạy trốn đến nhà ga và ngẫu nhiên quan sát một hành khách có chiều cao và độ tuổi tương tự, tận dụng cơ hội để tiếp cận tìm hiểu hành khách xấu số này, sau đó giết anh ta, giả làm hành khách và tiếp tục bỏ trốn. Nhưng trước khi đi, anh ta đã gọi điện sỉ nhục nữ chính, nói rằng họ là loại người thu hút lẫn nhau, anh ta sẽ ghi nhớ tình cảm này suốt đời. Trái tim Jelena run lên sau khi nghe điều đó, hối hận rằng thân thể cô ấy đã bị nhuốm bẩn. Cơ thể được kẻ giết người chạm vào cảm thấy thật bẩn thỉu, hận không thể trà sát tất cả da thịt để rửa sạch ký ức xấu xa này. Cuối cùng, Maun một lần nữa biến mất khỏi nhà ga đông đúc, muốn bắt lại tên tội phạm gian xảo này khó như lên trời, chỉ ma mới biết lần sau anh ta sẽ giả là ai và trốn ở đâu để sống. Giám đốc điều hành FBI cho rằng Jelena đã có một sơ suất lớn trong nhiệm vụ này và đã khai trừ cô ấy. Cô trở thành một người bị đồng nghiệp xa lánh, bị chính quyền vứt bỏ như một vết nhơ. Chán nản, cô lui về một ngôi nhà hẻo lánh và sống một mình. Chớp mắt đã 10 tháng trôi qua, bụng cô dần dần to lên, cô đang mang thai đôi, đối với cô ấy mà nói, quyết định sinh con rất khó. Trong 10 tháng này, cô không liên lạc với ai và cuộc sống của cô rất yên bình, cố gắng rất nhiều để quên đi ký ức đau buồn đó. Nhưng mới hôm nay, Maun lại xuất hiện, cô quay đầu trốn thoát nhưng đáng tiếc cơ thể không thuận và chỉ có thể nhờ sự thương xót của Maun. Hóa ra kẻ giết người xảo quyệt này luôn theo dõi cô từ khi cô rời FBI, sớm tìm ra nhất cử nhất động của cô, toàn bộ súng lục trong nhà đều bị đối thủ lấy mất. Maun hiện tại có vẻ chân thành nói rằng anh ta muốn đưa nữ chính đi, hãy quên đi những điều không vui trong quá khứ, hãy bắt đầu lại từ hôm nay. Nhưng tất nhiên nữ chính không muốn chung sống với những kẻ biến thái, vì vậy một trận xung đột là khó tránh khỏi. Thương hại cô ấy đang mang thai vào tháng 10, Maun siết cổ cô ấy gần như bất tỉnh. Vào lúc nguy kịch, Jelena nắm lấy chiếc kéo trên bàn và chiến đấu hết mình. Thật tiếc khi kết quả chiến đấu của phụ nữ mang thai quá thấp, Maun cầm lấy cây kéo mà không cần đến thủ thuật gì. Đâm cây kéo vào bụng nữ chính, chỉ thấy Maun không kịp đề phòng, cô rút cây kéo quay người đâm thẳng vào tim đối phương, hoàn thành pha phản đòn cuối cùng. Hóa ra cô ấy không hề mang thai, 10 tháng mang thai này là sự ngụy trang công phu của cô cũng tin chắc rằng chỉ có mang thai đôi mới có thể dụ kẻ sát nhân biến thái lộ diện. Vì Maun sẽ không bao giờ để cặp song sinh được sinh ra, tái hiện lại bi kịch giữa anh ta và anh trai. Cuối cùng, cô gọi đến đồn cảnh sát và nhờ đồng nghiệp đến nhận xác. Câu chuyện kết thúc tại đây, hôm nay cũng nói dài rồi, nếu bạn thích thì hãy like và theo dõi nhé.